Vụ việc chuỗi cửa hàng Nhật Cường Mobile bị cơ quan công an khám xét những ngày vừa qua đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Và theo thông báo vào chiều tối qua của Bộ Công an, thì ông chủ Nhật Cường Mobile là Bùi Quang Huy, ngoài phạm tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, còn bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố bắt tạm giam Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy là chủ mưu cầm đầu và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức xuyên quốc gia, đã lập sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu. Theo cơ quan điều tra, căn cứ đơn tố giác để ngăn chặn việc tiêu hủy tài liệu chứng cứ, dữ liệu điện tử, ngày 9 tháng 5, cơ quan điều tra khám xét 9 cửa hàng và trung tâm bảo hành của công ty Nhật Cường. Hàng nghìn điện thoại di động, iPad, phụ kiện điện tử các loại và các tài liệu liên quan khác đã bị thu giữ. Và theo các luật sư cho rằng, với tội buôn lậu, ông Huy và 8 đồng phạm bị khởi tố sẽ theo khung hình phạt từ 12 cho đến 20 năm tù. Và với tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, khung hình phạt có thể từ 3 cho tới 12 năm. Ngoài việc có chuỗi cửa hàng buôn bán điện thoại, thì ông Huy cũng là người đại diện pháp luật của công ty giải pháp phần mềm Nhật Cường. Đơn vị này dù mới thành lập năm 2016, không có nhiều tiếng tăm, nhưng liên tục được Hà Nội chỉ định thầu nhiều dự án về công nghệ quan trọng như là dữ liệu dân cư, số liên lạc điện tử hay là phần mềm lưu trú trực tuyến hay lắp đặt hệ thống camera an ninh. Đây cũng là điều khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn băn khoăn.